ở đây sắp có cái hội chợ gì nữa ở đây đình, mới có thứ tư thôi. Ở đây là 4A Duy Tân, bây giờ là Phạm Ngọc Thạch ở đây đình. Khu đổi quà Gift Exchange Intel Core, yeah. Chắc là Intel rồi, Intel Inside. Cái slogan của cái hãng chip nổi tiếng á. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2024. Em chào đại đình, em chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Giống như là cái vị đại gia Mỹ Gerard William Đại Tam mà Đàm Vĩnh Hưng đang kiện ở đại đình. Cái ông này ông cũng làm trong lĩnh vực công nghệ, xưa ông làm cho Apple 10 năm ha. Sau này ông ra, ông mở một công ty startup. Sau đó thì cái hãng nó liên quan đến chip bán dẫn á, bộ vi xử lý á, thì Intel là bộ vi xử lý nè. Thì cái ông này ổng được cái công ty của ổng được Qualcomm, một cái công ty chip bán dẫn lớn hàng đầu thế giới á, mua lại với cái giá là 1.4 tỷ đô la ha. Rồi sau đó là bị Apple kiện ổng, lý do là nhân viên cấp cao rồi lôi kéo nhân viên của Apple đó. Nhưng mà về sau thì Apple họ bỏ đơn kiện, lý do gì thì mình không biết. Intel ngày xưa là chip AMD cũng giữ, nhưng mà nó hơi nóng với lại nó hơi bị mát. Chip AMD thì cũng hay add vô trong mấy cái máy chơi game á. AMD ngày xưa là Intel là mắc nha, Intel rồi Mentum đó. Mình đang ở Hồ Ngô nè, có rất là nhiều quán, trời mặt bằng cho thuê luôn, ô trà ơi. Thấy khắp nơi ha. Hôm nay cả nhà cùng em đi võ văn tần đi. Ngày xưa là Trần Quý Cáp á. Để coi tình hình đường phố ha. Ngày xưa trước mặt mình hướng 12 giờ có cái quán cà phê Gió Bắc á. Gió Bắc gì đó. Bắc hay Bất gì đó. Rồi một cô gái áo dài trà thả chân rồi. Đàn ông thấy gái mắt sáng rỡ rồi. Mình đang ở đường Võ Văn Tần nè. Bây giờ là 1:40 ngày 27 tháng 11 năm 2024. Em chào đại đình, em chào cả nhà. Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ, giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe, thời gian là hai cái quý nhất của mỗi người. Ai cũng có như nhau hết. Có sức khỏe mới có nhiều thứ ha. Cô chú anh chị nhớ uống đúng, uống đều, uống đủ nấm đông trùng hạ thảo. Em bán hơn 6 năm nay rồi, không có lên giá nha. Giúp cho nhiều bà con mua bán mình bị tiểu đường, tiểu đêm, rối loạn tiền đình, ngăn ngừa ung thư, đột quỵ, tâm cao, quan trọng nhất là tâm cao, quan trọng nhất là ngủ sâu, tiểu đêm. Tiểu đêm nhiều quá người ta bị mất ngủ. Trước mặt mình là giao lộ Baxter, nhà thi đấu Phan Anh Hùng đó. Nhà thấy đóng bỏ hoang biết bao nhiêu năm nay rồi. Lô cốt ủ nha. Đây là sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần ở đây rồi. Ngày xưa rất là nổi tiếng với cái vở kịch Dạ Cổ Hoài Lan, một trong những cái vở kịch diễn nhiều nhất. Tiếp theo đó là Người Vợ Ma ở đại đình. Dạ Cổ Hoài Lan do biên kịch và đạo diễn, biên kịch là Thanh Hoàng, ảnh qua đời rồi. Dạ. Việt Anh với Thành Lộc đóng ở đại đình. Dạ Cổ Hoài Lan. Đây là khách sạn Victory nè. Bên tay trái mình là trường Lê Quý Đôn ha. Trời ơi mì hả? Mì modern, trời ơi, xin ăn mì. Đó, nhà thấy không? Ngày xưa là rạng biển 7 ha. Te tua đường Võ Văn Tần. Đó, đây chuẩn bị mở Sài Gòn Playhouse. Wow, há dữ luôn. Hồi xưa là bún bò gánh ở đây nè. Trước đó nữa là gì em quên mất rồi.
đổi chủ nhiều quá. Đây là bảo tàng chứng tích chiến tranh, ngày xưa có tên gọi khác, đó là Mỹ Ngụy. Đó, khách du khách nước ngoài xếp hàng cho ú chà. Quá trời ha. Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi chiều ha, đại rồi. Hồi xưa ở đây có cái gì cá sấu nướng, thịt cừu đó. Wow, quán cà phê ngầu chưa? Wow. Bí hiểm ghê ha. Trời ơi, má ơi, taxi đậu giữa đường luôn. Bó tay. Biết rồi xã hội. Xã hội bây giờ đó, mạnh nào đấy sống ở đây được. Dạ. Đây là đường Võ Văn Tần. Quẹo hẻm ở đây có cái quán hủ tiếu Nam Giang, ăn cũng ổn lắm. Cũng ổn nha. Đó, trong hẻm này là đây rồi, hủ tiếu Nam Giang bán lâu đời lắm rồi. Nè, trước ở đây có cái quán bar nè. Bây giờ thấy thành là quán cà phê rồi. Trời ơi, nhà cà phê ngay góc mặt tiền luôn. Quá đã ha. Rớ vô là 100 triệu. Đó, bên này là nhà hàng Trấn Thành Ama nè. Rồi nhà cho thuê rồi đại rồi. Trời ơi. Ở bên này nữa nè. Ồ, ghê không. Wow. Anh đường Võ Văn Tần ở đại rồi. Ngày xưa là Trần Quý Cáp á. Giờ là mang khó khăn ha, đồng tiền kiếm chảy máu mắt, đâu đơn giản đâu. Trước mặt mình bên tay phải hướng 1 giờ đó là cái biệt thự cổ, giá là đâu đó khoảng hơn 700 tỷ ở đây này, của nữ liên quan đến nữ đại gia Trương Mỹ Lan. Và cả nhà biết bà Trương Mỹ Lan thì đang kêu án tử hình, bà đang xin được sống để khắc phục hậu quả đó. Bà nói là nộp thì hết tài sản, 2/3 tài sản gì đó, khoảng mấy trăm ngàn tỷ. Nghe ghê không? Mấy trăm ngàn tỷ nha đại rồi. Một cái số tiền mà một người giàu có không bao giờ biết được bao nhiêu số không luôn. Mấy trăm ngàn tỷ đó. À, đây là khu chợ đuổi nè. Rồi bên tay trái mình là rạp Nam Quang ha. Bây giờ là một cái chỗ của anh Dân Sơn á, hay tổ chức mấy cái show mà những cái ca sĩ hải ngoại thế hệ trước á, người ta lâu lâu người ta diễn. Mới nhất là chị gì đó, Ý Lan ở đây nè. Hương Lan, Ý Lan. À, đây là ngã tư Cách Mạng tháng 8. Rạp Nam Quang nè, đây rồi. Đó. Rồi dán giấy thì tôi lưa vậy trời. Đó, nhà cho thuê quá trời không. Rồi về hết thời nhà mặt tiền nữa đại rồi. Rồi trước Thu Trang Tiến Luật cũng mở quán bò ở đây nè. Ngay góc ngã ba nè, đại rồi. SW á. Mặt bằng cho thuê đó, cho thuê quá trời luôn, hết thời rồi đó, cho thuê nhà luôn. Rồi đóng cửa thời trang á, thủy cho thuê mặt bằng. Rồi cái khúc này quá trời luôn ha đại rồi. Nhà bán luôn kìa. Trời ơi trời.
đó, nhà cho thuê đây nè, đứa nè, đó, cho thuê, trời ơi quá trời, đây nữa là đại rồi, cho thuê, à, cho thuê mấy cửa hàng thời trang đó. Cái tiệm phở lại này đóng cửa lâu lắm rồi nha. Trời ơi, cho thuê. Trời ơi, rụng nụ dữ rồi trời. Ấy rồi, ấy rồi. Giá mới bất ngờ. Chị ngon không đổi. Lựa chọn cho tất cả 49k trở lên. Trời, đóng cửa quá trời luôn. Đó, đóng cửa bỏ hoang luôn rồi đây. Hồi xưa cái bạn Bidu á, bạn cũng có cái mặt bằng ở đây kinh doanh nữa nè, không biết giờ bạn còn không nữa. Trời ơi, tăng thành công. Ở đây là cho thôi. Đây có hai tiệm Liên Húa với lại Hồng Phát nổi tiếng mà giá nhất găng luôn. Giá nhất găng luôn nha đại. À, bây giờ rụng nụ nhiều quá đại đình ơi, rụng nụ thê thảm luôn. Đó, cho thuê mặt bằng nữa, lớn nhỏ lên chùa hết. Đó, cho thuê mặt bằng nữa. Đó, đóng cửa nữa. Chơi ha. Giờ kinh doanh cái quải thiệt đó chứ. Ra mà yếu yếu. Ra mà yếu yếu non non là lên đường hết. Đúng không đại đình? Mặt bằng lớn nhỏ khắp nơi luôn. Nhìn là thấy sợ luôn á đại đình. Dạ mình đi quan qua Từ Vũ ha. Đó, Từ Vũ. À, bà con mình đi khám bệnh Từ Vũ thì cẩn thận giang hồ rình rập. Bệnh viện họ phát loa liên tục để nâng cao cái ý thức cảnh giác của bà con của bác mình. Tại vì ta nói là dân chi sơ tính bổng thiện mà. Đâu có lòng đề phòng đó. Nghĩ ai cũng tốt hết. Lừa đảo không đó, đọc la đó thấy không. Là cống quỳnh nha bà con của bác mình. Ờ, khắp nơi luôn ha. Kinh doanh trả mặt bằng, mặt bằng mắc quá, mấy chục triệu, cả trăm triệu. Mấy anh chạy xe công nghệ đó. Dạ.
ở đây đứng xếp hàng chờ để đăng ký xe công nghệ ở đây rồi. Ra chạy xe ôm công nghệ đó, mưu sinh kiếm sống. Bánh giò xôi cút đây, đói bụng quá rồi, em đi ăn cơm trưa đây, em mời cả nhà mình ăn cơm ngon miệng, sức khỏe giữ gìn. Mình đang ở khu vực Cống Quỳnh với lại đường Bùi Viện. Đây là đường Bùi Viện. Đói bụng quá, dư robot. Tối khu này nó ăn chơi náo nhiệt lắm nha đại rồi. Mấy bữa nay công an họ bắt cái chuyện mà khí cười đó. Cả nhà biết giá nhập nhiêu không? 20.000 ký khí cười. Mà cả nhà biết bán nhiêu không? 1 triệu 1 ký. Trời ơi, má ơi, nó nhập vô 20.000 mà bán 1 triệu 1 ký. Trời đất ơi, lời quá trời lời luôn ha. Nói vậy hỏi sao nó không buông. Ở đây có cái em gái này lúc nào cũng ngồi trước cửa quán á, không biết là vợ chủ gì bán nhà luôn. Trời ơi, ghê vậy nè. Ngày chắc môi giới bất động sản mượn á. À, cả nhà thấy không? Ồ, bán nhà luôn à. Đó. Chắc mượn ở đại đình ơi. Như đây làm gì kinh doanh làm ăn dữ dằn mà sao bán được. Đó. Một đêm là họ hút tiền nhiều lắm. Nhưng mà chi ra cũng rất là nhiều tiền. Làm ăn buôn bán mà đất có thổ công mà sông có hà bá mà đại đình vẫn chơi hoài. Đó, mình thì phải, mình có em gái ngồi trước cửa quán xinh đẹp đó. Không biết chắc vợ chủ quán hay là má chủ quán hay con chủ quán gì đó. Ở đây bán nhà cha mẹ ơi, ghê vậy. Chắc môi giới rộn rãi giang hồ dán lên đó. Ta kinh doanh làm ăn mà. Rần rần. Đêm hốt bàn, lễ hội hốt bàn. Em chào đại rồi, em chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe, được nhiều hạnh phúc, mọi người luôn yêu thương nhau, cả nhà giữ gìn sức khỏe. Hôm nay là thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024. Đó, mình đang ở khu Đề Thám, chợ Cầu Muối nè. Wow, mày bán quá trời, bèo bèo luôn, cũng 7 tỷ á.